Thưa quý vị, ngày 13 tháng 6 năm 2024, nguồn tin của báo Thanh Niên cho biết, cơ quan điều tra hình sự quân chủng phòng không không quân đang điều tra vụ án hình sự liên quan đến dự án của công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, gọi tắt là tập đoàn Phúc Sơn, tại khu đất sân bay Nha Trang cũ. Theo cơ quan điều tra hình sự quân chủng phòng không không quân, đơn vị này đang tiến hành hoạt động điều tra, xác minh trong vụ án vi phạm quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Khánh Hòa. Theo quyết định ủy thác điều tra số 02 ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng. Để phục vụ quá trình điều tra, Cơ quan Điều tra Hình sự Quân chủng Phòng không Không quân đề nghị công dân là khách hàng đăng ký thường trú tại thành phố Hà Nội đã ký hợp đồng với Tập đoàn Phúc Sơn để mua đất tại dự án khu trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ tài chính du lịch Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, thì liên hệ với Cơ quan Điều tra Hình sự Quân chủng Phòng không Không quân để làm việc, phối hợp cung cấp thông tin phục vụ quá trình điều tra. Trước đó, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến việc bàn giao đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang. Cụ thể, cơ quan này đề nghị tỉnh Khánh Hòa cung cấp hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức đã tham mưu, đề xuất để Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư và lựa chọn Tập đoàn Phúc Sơn là nhà đầu tư thực hiện dự án khu trung tâm thương mại, tài chính, dịch vụ, du lịch Nha Trang. Hồ sơ liên quan trong việc lập, thẩm định phê duyệt 3 dự án BT, tức xây dựng, chuyển giao của tỉnh Khánh Hòa do Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư, được thanh toán bằng quỹ đất tại sân bay Nha Trang. Hồ sơ trong việc tham mưu, báo cáo đề xuất lựa chọn Tập đoàn Phúc Sơn là nhà đầu tư thực hiện 3 dự án BT của tỉnh Khánh Hòa. Hồ sơ liên quan đến việc tham mưu đề xuất để Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin phép được lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với 3 dự án BT giao cho Tập đoàn Phúc Sơn. Hồ sơ trong việc ban hành thông báo xác định giá đất và điều chỉnh giá đất của khu đất tại sân bay Nha Trang. Cuối cùng là danh sách các cá nhân có liên quan đến việc tham mưu đề xuất đối với các nội dung vừa nêu. Liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, hiện văn phòng công ty này tại thành phố Nha Trang đã đóng cửa từ nhiều tháng qua. Tỉnh Khánh Hòa cũng mời công ty này đến làm việc về hướng xử lý các dự án còn dang dở của tập đoàn này tại thành phố Nha Trang, nhưng phía công ty không cử người đến dự. Thưa quý vị, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai vừa ra thông báo kết quả họp Ủy ban Kiểm tra khóa 11, kỳ họp thứ 39. Theo đó, tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch. Bà Nguyễn Thị Giang Hương là chủ tịch huyện bị lừa 170 tỷ đồng gây xôn xao dư luận vừa qua. Thông báo cho biết căn cứ kết luận về xác minh tài sản, thu nhập đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai nhận thấy bà Nguyễn Thị Giang Hương có khuyết điểm vi phạm kê khai tài sản không trung thực, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, luật phòng chống tham nhũng và quy định 69 của Bộ Chính trị khóa 13 về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương theo thẩm quyền. Trước đó, như báo Thanh Niên đã đưa tin, vào đầu tháng 3 năm 2024, bà Nguyễn Thị Giang Hương bị một nhóm người dùng các thủ thuật lấy đi hơn 170 tỷ đồng trong tài khoản. Cụ thể, số tiền này được để trong nhiều tài khoản và bị nhóm người này rút trong nhiều ngày. Sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch đã trình báo công an. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an điều tra. Thưa quý vị, cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Hữu Đảng, nguyên huyện ủy viên, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom, nhiệm kỳ 2016-2021, nguyên trưởng phòng kinh tế huyện, nguyên trưởng phòng hạ tầng kinh tế huyện, nguyên trưởng phòng quản lý đô thị huyện từ tháng 5 năm 2008 đến tháng 4 năm 2013 theo thẩm quyền. Ông Lê Hữu Đảng có khuyết điểm vi phạm liên quan lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 6 năm 2024, nguồn tin từ lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết, chiều 12 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc, lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Sơn La, hay còn được gọi là La Điên, 67 tuổi, quê quán ở xã Bình Quang, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 2, điều 356 Bộ luật hình sự.
bị can Nguyễn Sơn La bị cáo buộc giữ vai trò là đồng phạm trong vụ án. Theo đó, bị can này bị bắt để điều tra về hành vi móc nối, chi phối cán bộ, cơ quan chức năng làm trái quy định của pháp luật về đất đai, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình, bị can Nguyễn Sơn La có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2005, bị can Nguyễn Sơn La thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh La, địa chỉ tại đường Lê Lợi, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, đăng ký với 53 ngành nghề kinh doanh khác nhau, trong đó chủ yếu hoạt động lĩnh vực vận tải hành khách đường bộ. Từ lĩnh vực này, bị can Nguyễn Sơn La đã tạo dựng được nhiều mối quan hệ trong xã hội và lấn sân sang đầu tư kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau như lĩnh vực bất động sản, cho thuê nhà xưởng, sản xuất giày dép và trở thành thương hiệu có tiếng tại tỉnh Thái Bình. Nguồn tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết, bị can Nguyễn Sơn La là người chuyên gia đấu giá đất. Nhiều năm trước, quỹ đất của xã Minh Quang thuộc huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình được chính quyền bán cho người này. Sau đó, bị can Nguyễn Sơn La phân lô, bán nền. Cũng theo nguồn tin này, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng với việc sẽ bắt giữ một số cán bộ địa phương có liên quan. Thưa quý vị, mới đây, một trang mạng xã hội nổi tiếng ở Tây Ninh đã đăng bài chia sẻ với dòng trạng thái Tây Ninh quá là VIP luôn ạ, xin vía. Trong ảnh, một người phụ nữ cười tươi cầm hai tờ vé số trúng độc đắc cùng một tờ giải an ủi trong tay, cũng như là những cọc tiền trúng số vừa được đếm. Bà đang nhanh chóng nhận về hàng ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng chủ nhân may mắn đã trúng số độc đắc, cũng như là mong muốn được như vậy. Theo tìm hiểu của báo Thanh Niên, người phụ nữ xuất hiện cùng những tờ vé số và những cọc tiền trúng thưởng là chị Hà Tô Phương Lan. Chị cho biết mình không phải là người trúng giải mà là chủ đại lý vé số cấp 1 Hùng Tú ở Hòa Thành, Tây Ninh và tờ vé số trúng giải thuộc Đài Đồng Nai mở thưởng ngày 12 tháng 6 năm 2024. Chị Phương Lan cho biết tờ vé số và số tiền trúng giải là của khách đến đại lý vé số của chị để đổi thưởng. Vì khách trúng 3 tờ, trong đó có 2 tờ độc đắc và 1 tờ an ủi. Trong đó, mỗi tờ độc đắc sau khi trừ thuế và hoa hồng còn 1 tỷ 790 triệu đồng, còn tờ an ủi là 45 triệu 500 ngàn đồng. Theo lời kể của chủ đại lý vé số, vị khách may mắn lần này là một phụ nữ đến lãnh giải cùng gia đình. Người này là người làm thuê, mua vé số để ủng hộ người bán, may mắn nhận được tin vui. Chị Phương Lan cho biết trong quá trình đến lãnh giải, chủ nhân những tờ vé số độc đắc không giấu được sự hồi hộp nhưng cũng rất vui mừng. Thưa quý vị, cách đây không lâu thì một cô gái bán trà sữa ở Tân Châu thuộc tỉnh Tây Ninh trúng 3 tờ vé số độc đắc cũng nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Cô gái cho biết đang bán trà sữa thì dò số và bất ngờ phát hiện mình trúng độc đắc 3 tờ của sổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng ngày 3 tháng 5 và vỡ òa trong vui sướng. Đoạn clip ghi lại hình ảnh này cũng đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan cùng các tin tức mới nhất tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.